cho các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Container Kid. Hôm nay mình đã ra một cái video, xin lỗi các bạn, mình nói nhỏ là tại vì hiện tại mình đang bệnh nên là mong các bạn thông cảm. Và hôm nay video này là, cũng là các bạn mong chờ mấy ngày rồi, đó chính là Q&A phần 3. Và bây giờ trong Q&A phần 3 này mình sẽ kiếm những cái câu hỏi độc lạ trên Facebook nè và trên YouTube nữa. Và hiện tại thì bữa giờ mình thấy mấy cái câu hỏi không có tốt về mình, nhưng mà không sao, mình cũng vẫn chịu hứng trộn mà gạch đá. Ok, bây giờ bắt đầu câu hỏi đầu tiên. Đó là đầu tiên, đó chính là câu hỏi mình, câu hỏi là của bạn An Nguyễn. Đây. À. Đây. Mình đọc nha. Mình có một câu hỏi cho bạn nghe. Bạn có dự định mở một shop riêng không? Cái này thì mình cũng đã nói rồi, mình cũng đang mở một shop riêng mà. Nhưng mà mình cũng có cái dự định làm khi mà mình mốt á, mình cứ như thì mình sẽ đầu tư. Nên mình đã giỡn với các bạn thôi. Thì bây giờ chỗ là cái câu hỏi này đó chính là mình có dự định nha. Ok, câu hỏi thứ hai. Và tiếp theo là một cái comment của bạn Thanh Yến Channel. Thấy không, mình đọc nha. Bạn ra video kỳ kỳ quá, bạn cứ lấy tay dựng cái video không hay. Cảm ơn bạn nha, mình cảm ơn bạn đã góp ý cho mình và mình cũng có một cái, mình cũng có comment lại nè. Cảm ơn bạn đã góp ý. Ok, và bây giờ câu hỏi thứ ba. Và tiếp theo cũng là có một câu hỏi của một bạn đây. Câu hỏi của bạn này là Triệu Lê Dĩnh. Là bạn này hỏi là mình làm bạn mấy tuổi rồi? Mấy tuổi vậy? Là mình xin trả lời, mình 13 tuổi, 12 chứ, đúng rồi, 12 tuổi. Nhưng mà nếu mà tính theo tuổi ta là mình 13. Còn thiếu nếu mà tính theo tuổi dương thì mình 12 nha. Ok, và cảm ơn bạn đã hỏi con này. Vậy tiếp theo là câu hỏi thứ thứ mấy ta? Hồi bộ à. Và có một câu hỏi, cũng là một comment của bạn Xuân Nguyễn. Và mình đọc nha. 1,5 cm, 25m lận. Tại vì lúc đó mình đang nói chuyện mà mình bị lẹo lưỡi á các bạn. Bị lẹo lưỡi nên là không có biết được là mình nói đúng hay là nói sai. Nên là mong là các bạn thông cảm cho mình ha. Ok, bây giờ tiếp theo là câu hỏi thứ 5 phút ta. Đúng rồi, chắc thứ 5. Và cũng có một câu hỏi. Và câu hỏi này mình sẽ cho các bạn xem luôn. Nó hơi bị sáng nè. Đó là bạn tổ chức mini game đi Tuấn. Thì hôm bữa mình mới tổ chức Big Game rồi mà mình đang chờ tới 300 để mình hoặc là 270 mình sẽ tổ chức Big Mini Game cho tất cả các bạn nha. Nhưng mà bây giờ hiện tại là keo sữa, mình chưa có làm được bộ kit cho bạn Dương Gia Kiệt. Mà bạn Dương Gia Kiệt, nếu bạn có coi cái video này thì thông cảm cho mình nha. Tại vì mấy cái keo sữa các bạn mình chưa có về nữa. Còn hai cái phần quà kia thì mấy bạn đã nhận rồi. Tại vì cái keo sữa đó, cái keo sữa mà mình mua 5 chai, mấy cái chai nhỏ nhỏ các bạn, là cái chai đó là nó sẽ dễ làm sushi handmade hơn. Còn nếu mà về một kit á thì shop mình cũng có bán nữa, nhưng mà bữa giờ đang về nhập bộ một từng bộ định ra mắt cho các bạn. Nên là mình lấy cái bộ kit của shop mình tặng cho bạn ấy, nhưng mà bữa giờ kêu sữa chưa có về. Nên là mong là nếu mà bạn có coi được video này thì hãy thông cảm cho mình nha. Và câu hỏi cuối cùng cũng là một câu hỏi mình thấy rất là bức xúc từ một bạn có tên là bạn Chin Channel. Và câu hỏi cuối cùng cũng là một câu hỏi mình thấy rất là bức xúc từ một bạn có tên là bạn Chin Channel. Trước khi cho các bạn xem câu hỏi này thì nếu mà trong cái video clip này mình có nói tục á thì mong các bạn tha thứ và bỏ qua cho mình. Và đây là cái video. Mong là các bạn sẽ không giận. Mình đã xóa cái comment đó rồi nhưng mà mình vẫn còn lưu lại. Hơi bị lâu lắm. Đây. Có tới 3 cái comment luôn nè. Mà
mặc dù mình đã xóa nhưng mà mình vẫn còn lưu lại nha các bạn. Đây, trên Slam Channel. Đây, đây nha. Mình đọc cái comment đầu tiên. Nó mượn mấy người ta súp đó, hủy súp đi qua kênh mình chơi những game quá. Rồi ok, đầu tiên mình sẽ nói, nếu bạn có xem video này thì mình xin nói với bạn một điều là mượn máy cái gì mà mượn máy. Nè, bạn cũng súp cháo với người ta mà bạn nói cái gì. Bạn làm như là bạn là làm từ công sức của bạn vậy đó. Mình nói cho bạn biết thôi. Mình cũng có lợi cái video để comment rồi, nên là bạn đừng có hòng mà chối. Ủa, cái này không phải là gọi là chối mà là mà giờ. Đúng rồi, nên là mình có nói mấy cái từ hơi tục đó, nên là mong các bạn thông cảm nha. Tại vì cái video này làm cái comment này làm mình rất là bức xúc, mình rất là bực. Đây tiếp nè, comment thứ hai nè. Tôi trúng mini game mà nó không đưa hòa, nó hack sub. Nè, dế một mình chấp nhận. Lý do Slam phải làm đúng không? Chứ không phải là Slam có liền, chứ không phải là thần thánh ta đĩa ra Slam cho bạn có. Xin lỗi các bạn nha, nó có vấn đề về dung lượng và mình sẽ nói tiếp. Nó hack sub đưa hòa thì mình chấp nhận rồi đúng không? Nó hack sub, xin lỗi bạn ạ, sub không bao giờ hack được nha bạn. Hack đó hả, một là kênh YouTube, một là giám đốc YouTube người ta khóa cái kênh mình lại. Hai là gì? Hai á là người ta không có cho kiếm tiền. Ba là người ta không có giao nước bạc. Mà quên nữa, mình sẽ nói với bạn luôn, bạn là người thân của mình đúng không, người bạn của mình đúng không, mà mình sao nói với bạn nè, bạn bớt nhảm đi. Trên bạn hồi đó tôi mới có 90 mấy sub. Cái tôi nói bạn được mấy sub rồi lúc mà trong trường nha bạn. Xong rồi cái bạn nói này, bạn nói là tôi sub chéo. Vì sao bây giờ bạn nói tôi sub chéo? Bạn bớt nhảm nha, nếu bạn có xem video này. Ok, đây là cũng là một cái comment mình sẽ chửi. Và đây cũng là một cái comment bình luận cuối cùng luôn. Mọi người ơi, đừng sub kênh nó thiếu người ta 1 triệu mấy lần hủy sub đi nha. Nè, mình nói cho bạn nghe nè, tiền của mình á, mình muốn làm gì mình làm ha, bạn bớt nhảm đi, đợi mợ nó. Xin lỗi bạn, tại vì video này mình sẽ nói tục nha. Nếu mà bạn có xem cái video này hả, bạn đừng có trách mình sao hả, là mình ác với bạn. Vô trường đi, bây giờ mình mới thấy thôi, mình thấy mình xóa thôi nha, mình để đây thôi đó, mình chụp nguyên màn hình lại luôn nè. Đây nha, mình đã chụp nguyên cái màn hình lại luôn. Hủy súp hả? Ok, nếu mà bạn nào tin nó đi ha, qua bển chơi mini game nó ham hố súp với các bạn ha. Nè, mình nói cho bạn biết nè, bạn đừng có nghĩ hả là mấy cái comment này bạn làm mình sợ nha ha. Các bạn của mình còn rất là nhiều, rất là đông, nên là hả, các bạn đừng có nghĩ là không ai nghe. Mấy bạn mình nói nè, nghĩ sao mini game của mình á, nè nhiều nhất á là mình chỉ cần mấy bạn 2 sub, 1 sub, rồi mình cần like. Có bao giờ người nào mà cần 150 không? Khá là gọi là gì đúng không? Là ngu á, ham hố á, ham sub đi làm gì, nhận nước bạc chứ làm gì để nổi tiếng cái gì. Nè, mình nói cho bạn biết nè, bạn tưởng nó bạn nè. Ok, từ để mình trên Slam Channel. Trên Slam Channel. Rồi các bạn nghe, để mình tìm cái kênh YouTube. Tại vì mình xóa cái đó đi. Xóa cái comment nên làm nó mất luôn. Đây. 111 người subscribe ha. Đây, mini game đây. Đây, thông báo kết quả nữa chứ. Cho con ngủ Slam 150 người. Các bạn nghĩ sao trong đó mình sushi một cái, mình lấy cái máy like à. Các bạn nghĩ coi, đúng không? Đây là nếu mà cái video clip này khi mà đăng lên bạn ấy có xem á, thì bạn ấy nhớ kỹ trong đầu mình. Nhớ kỹ trong đầu mình ha. Bật công tắc đầu lên, suy nghĩ, ok. Trước khi kết thúc video thì mình xin nói là đây là ý kiến cá nhân, đây là mình hướng trọn vào gạch đá, nên các bạn cứ táp hứng hết. Nên là mong là các bạn không, cái này là mình
nên là mong các bạn tha lỗi cho mình trong video clip này nếu mình có nói tục ha. Rất là mình rất là bức xúc khi mà ba cái comment này nha. Mình á phải comment văn minh, coi như là mình là một người có học thức, đúng không các bạn? Nên là mong các bạn bỏ qua thông cảm cho mình. Video của mình ở đây cũng là kết thúc. Nếu các bạn thích video này đừng quên like, share và subscribe nha. Và nếu các bạn không thích video này thì ấn nút dislike giữa phần comment luôn. Nhưng mà chỉ cách văn minh. Ok, bye bye.